phải lợi dụng cơ hội ấy. Nhanh lên. Em cứ nói về nó cũng khai. Nói là đi. Em biết tọa độ mấy cái nhà máy bia chưa? Cô đang nhịn đấy, nói nhiều. Cô là chị rất là quý em này, chị không hại em đâu, yên tâm đi. Gọi đi nhanh lên nào. Chó sửa to đấy. Không phải đầu đấy, đấy là hàng đấy không ngon. Hàng bên kia đường cơ. Thực ra nhà em có 3 lò bánh mì cơ. Gùn nhị đã em. Em còn cái gì nữa? Bia này, bánh mì. Nhưng mà lần sau chị em uống bia đi. Uống bia Tây Tây chứ. Mẹ chị uống bia không? Tây Tây không, ngay nhà mày bia. Uống bia thích mà. Lúc mà lâng lâng ấy. Chị uống rượu sữa ấy. Ngon thì ngồi chuẩn chuẩn. Ngon đi. Em nói xong rồi cho cục đá vào lắc lắc lắc. Hòa lên tận trí tương mây đúng không? Nó vào rượt rồi nó lên. Rượt tay không. Mỏi. Chị em chả hiểu sao nhất tự dưng người Hàn Quốc ý, chẳng hạn đi đám cát sâu ý, cứ có ôm có bông rồi bắt chăn. Bắt chăn nó che chân. Chứ mà người ta mặc thế vẫn nhìn thấy mà. Nhìn cái gì? Lúc mà đứng lên ý, thì đàn ai đỡ nhìn đấy. Nhưng mà ngồi xuống, nhớ, xuống chẳng thở ra thở ấy. Che mà nó đẹp. Chẳng hạn hay ở Việt Nam đứa nào nó mặc cái quần này, em bảo chị bảo đứa nào mặc cái váy lên này, xong nó ngồi này. Hay là không tự muốn nó không để nó ngồi này được, em chị hỏi em nó làm sao nó cứ ngồi này à? Chị quá sinh động. Em mà Việt Nam làm như thế rồi. Để Việt Nam cho đi. Việt Nam á, Việt Nam bị xấu. Bạn có thấy bao giờ Việt Nam ngồi không? Cần đứng. Nam ạ. Nó chuẩn bị thử câu hỏi rất là tối được. Em còn câu nào hỏi các chị vẫn thành về không tiếng về nhà ở trên quê chưa nào. Đầu tiên thì một vài câu hỏi vì sao ấy, bé muốn biết. Đây có nhiều cái hàng tuổi em chả hiểu là không hiểu thì em hỏi em nào. Nhưng mà thế nào để em viết từ sổ đã. Rồi bánh sẽ làm gì.